Chào anh chị, hôm nay thì bên Bảo lại tiếp tục về thân Bù Long nha. Thì quá nhiều anh chị mình mua thì cũng yêu cầu bên Bảo là đổi từ cốt đặc này sang cốt có lỗ để mình xài cho dùng để bắn vít này, đó, khoan tường luôn, rồi xài cho thao tác nó tiện hơn. Chứ bình thường Bảo về đầu đặc không ạ. Thì hôm nay Bảo cũng yêu cầu rồi đó, nên là lúc mà về thì công ty sẽ đổi qua đầu có lỗ cho cửa hàng Bảo hết nha. Rồi lúc mà quý anh chị mình mua thì sẽ có hộp giấy đi kèm nè, đó, như thế này, cứ mỗi thân là có một hộp, nên là máy đợt này về á nhìn nó cũng sạch sẽ đẹp hơn ngày trước nha. Rồi giá đợt này mình mua thì chỉ còn có 240.000 một thân thôi đó. Anh chị nào á mà mua thông thường với mức giá này á, mình mua về mình có thể lột đồ cũng được nha, bo mặt mua cùng 150.000 rồi đó. Mình mua bo này không á, là người ta bán cùng 150-160 rồi nha đó. Trong khi mình mua cái này có cây tê này, mua là cũng 70-80 rồi đó. Tính mà lột đồ thay qua cũng được nha, vì bo mặt này xài chung rất là nhiều máy nha. Rồi công tắc từ luôn đó, mà mua nguyên một bộ có nhông sẵn như này có 240.000 thôi. Chú lấy không chú? Đó, lấy một thân luôn. Rồi motor sẽ là brushless không chổi thang nha. Rồi Bảo hướng dẫn sơ thiết kế máy một xíu này. Đó, có dây đeo này. Tiếp tục công tắc thì anh chị mình đi ra sẽ có chức năng là ngắt quãng, tức là mình bật liên tục nè, mình mở ra. Còn không thích là mình sẽ bấm cho Bảo ngay nút đỏ này, đèn ở đây sáng lên. Đó, mình chạy một cái máy tự đứng nha. Đó, nhằm mục đích là mở ra ốc sẽ không bị tuông nhông nha. Đó, lỡ mình vô tình á mình mở quá con táng nó cong một cái là nó hư ren. Rồi tiếp tục đảo chiều đi vào thì máy sẽ có cấp số nha. Đó, để mình xài hai cấp số nhanh chậm tùy ý. Và nếu anh chị nào đã quen xài thì Bảo nghỉ để cấp bình thường chạy được rồi. Đó, điều tốc bằng cò được mà. Đó, đâu cần đâu. Nè, gia giảm tùy ý, đầu là đầu kim loại. Rồi motor là brushless không chổi thang. Chứ coi đi chú ơi. Rồi 240.000. Hôm nay Bảo về là có cả thùng giấy này, đó cũng khá nhiều nha. Thì anh chị mình muốn xài để khoan tường này thì mình mua cho Bảo mũi lục giác nha. Đó, bán phổ thông lắm, mũi khoan đa năng là nhẹ nhàng. Rồi tiếp tục bắn vít, bắn tôn gì á thì người ta cũng sản xuất là đầu lục giác, nên là một công đôi ba việc luôn. Mua thì anh này xài đủ nhiều chức năng, bắn vít được này, bắn tôn được, khoan tường được, tiếp tục là bắn Bù Long. Rồi 240.000, thân không, chưa pin sạc, pin phổ thông. Anh chị mình đo hai chân 4 thân đến 4 phân 2. Rồi anh chị nào có nhu cầu đặt một thân máy Bù Long pin phổ thông thì mình liên hệ cho cửa hàng Bảo đợt này á, 27 bên kia chị ơi, bên này số chẳng chị ơi. Rồi anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ cho Bảo qua ba số hotline trên màn hình. Rồi bây giờ Bảo xin kết thúc video giới thiệu thân Bù Long nâng cấp đầu có lỗ rồi anh chị cô chú mình ơi. Rồi Bảo xin kết thúc video tại đây.